xem ngày tốt cắt tóc tháng 12 âm lịch năm 2023, thần tài ban lộc, tiền bạc đến mỏi tay, vận may từ giờ đến Tết. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Lần đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự anh thông. À, kính thưa quý vị, ông bà ta xưa có câu, cái răng cái tóc là góc con người. Ý nói rằng cái răng cái tóc tuy chỉ là cái chi tiết nhỏ nhưng lại làm nên cái vẻ đẹp riêng thể hiện cái phần nào đó về tính cách bên trong con người của chúng ta. Vì vậy, bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều nên giữ gìn cái hình thức về bên ngoài này. Cắt tóc là một cái hành động diễn ra theo cái chu kỳ hàng tháng. Có người thì gì một tháng, có người thì nửa tháng, có người thì một tuần cắt một lần. Đấy. Một cái mái tóc hợp với khuôn mặt, nó không chỉ giúp tôn lên cái vẻ đẹp của mỗi người, mà cắt tóc vào ngày lành tháng tốt, nó còn mang lại nhiều cái may mắn đếm gia chủ. Vậy, để chọn được ngày cắt tóc tốt lành trong cái tháng 12 lịch ấy, thì trong chương trình ngày hôm nay tử thông sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những ngày tốt cắt tóc để gia tăng thêm cái tài lộc may mắn bình an trong dịp Tết năm 2024 à, năm giáp thìn sắp tới đây để quý vị có một cái mái đầu đẹp đón Tết và mang lại nhiều cái may mắn nhiều cái tài lộc trong năm xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. À, và bây giờ chúng ta hãy cùng bước vào phần tìm kiếm ra những ngày tốt cắt tóc năm 2023 nó quý mão ở trong tháng 12 lịch. À thưa quý vị, cái tháng 12 lịch là cái tháng cuối năm thì ở trong cái tháng 12 lịch ấy nó có rất nhiều cái thời điểm, rất nhiều cái ngày quan trọng như là ngày công công, công táo là ngày lễ tất niên rồi cũng đêm giao thừa, rằm mùng 1 vân vân. Đó. Vậy nên là gì? Ờ, trong tháng 12 ấy, cũng có cần những sự chuẩn bị rất nhiều cái cuộc liên hoan cái cuộc tất niên mà đôi khi ấy, chúng ta đi cắt tóc cũng để thể hiện cái sự sang trọng, cái sự quý phái của mình. Tại vì cái răng cái tóc là góc con người mà đúng không ạ? Và trong tháng 12 lịch thì chúng ta sẽ có những ngày tốt cắt tóc sau. Thì để lựa chọn ra những ngày tốt cắt tóc trong tháng 12 lịch ấy, thì chúng ta sẽ dựa vào cái quyển sách tên là ngày tốt tuần thư. Đấy, ngày tốt tuần thư. Quý vị hãy mở trang 184 nhá, trang 184 của quyển sách ngày tốt tuần thư để chúng ta tìm ra những ngày tốt lành nhất để chúng ta tiến hành công việc cắt tóc đúng không ạ? Thì để chọn ra ngày tốt cắt tóc thì chúng ta có 16 tiêu chí nhá. Có 16 tiêu chí để chọn ra ngày tốt cắt tóc. Vậy nên là quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng thì quý vị uh, có thể là thỉnh cái quyển ngày, ngày tốt thần thư ngày tốt thư bằng cách liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 uh, số điện thoại hoặc số zalo nhé zalo zalo điện thoại gọi 0989 34 9119 để được tư vấn kỹ hơn hoàn toàn miễn phí về ngày tốt cắt tóc trong cái tháng 12 âm lịch năm 2023 năm quý mão và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu đi vào tìm ra những ngày tốt cắt tóc trong cái tháng 12 âm lịch nhé à, thưa quý vị thì đầu tiên chúng chúng ta biết ấy, cái tháng 12 âm lịch nó khởi từ ngày 11 tháng 1 năm 2024 đúng không ạ? Đến ngày 9 tháng 2. Và cái tháng 12 ấy, nó là tháng đổ, nó là tháng ất xỉu, nó có 30 ngày. Như vậy ngày 30 Tết nó là ngày quý mão động và ngày mùng 1 Tết thì nó sẽ là ngày giáp thìn ấy. ngày giáp thìn là ngày mùng 1 Tết đấy. Đó, năm 2024 nhá. Vậy nên là quý vị đã chuẩn bị đón Tết một cách cái vui xuân, một cách là ấm êm cùng những người mình thương yêu nhất. Thì đầu tiên để chọn ra ngày tốt cắt tóc ấy, thì chúng ta cũng cần phải loại bỏ những ngày xấu còn tránh. Những ngày xấu cần tránh mà chúng ta cần phải loại bỏ bao gồm những ngày sau. Đầu tiên là ngày sát chủ. Trong tháng 12 âm lịch thì ngày sát chủ là ngày Thìn, đúng không ạ? Nó có hai ngày là mùng 7 và ngày 19 thì chúng ta không chọn. Tiếp đến ngày xấu thứ hai mà chúng ta cần loại bỏ đó là ngày gì? Ngày Thu tử. Ngày Thu tử trong tháng 12 ý, thì nó là ngày Dậu. Nó gồm có hai ngày 12 là Ất Dậu và 24 là ngày Đinh Dậu. Đó. Tiếp theo ngày số thứ ba mà chúng ta cần loại bỏ đó là ngày gì? Ngày sát chủ là ngày Thu tử này, ngày Tam nương. Ngày Tam nương chúng ta có 6 ngày đúng không? Mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22 và 27 thì ngày mùng 3 nó sẽ rơi vào ngày bính tý này ngày mùng 7 nó rơi vào ngày canh thìn này ngày 13 thì nó sẽ rơi vào ngày ngày bính tuất này ngày 18 thì nó là ngày tân mão ngày 22 nó là ngày ất mùi và cuối cùng là ngày 27 thì nó là ngày canh tý đó đó là những ngày xấu cắt cắt tóc tiếp đến thì các cụ nhân tạo kia ngày nguyệt kỵ nhá nguyệt kỵ cũng kia nhá đó bao gồm 3 ngày mùng 5, 14 và 23 thì ngày mùng 5 nó sẽ bao gồm ngày sau này ngày mùng 5 thì là nó là ngày mậu dần này Ngày 14 thì nó sẽ rơi vào ngày Đinh Hợi và ngày 23 thì nó sẽ chạy vào ngày ngày Bính Thân. Đó. Tiếp đến là chúng ta lại bỏ một ngày nữa, đó là ngày Nguyệt Nguyệt Phá, Nguyệt Phá, Nguyệt Phá thì nó sẽ là ngày xỉu Mùi Đế tương xung. Những ngày mùi là ngày Nguyệt Phá nhé à, tiếp theo là chúng ta xét ngày Nguyệt Kiến, ngày Nguyệt Kiến hết tháng này là tháng gì? Tháng xỉu thì nó kiến tệ xỉu à, kiến xỉu những ngày xỉu mà có nhiều cát tinh thì chúng ta chọn được, còn không thì chúng ta không nên chọn nhé Tiếp đến là chúng ta chọn đến ngày một ngày nữa đó là ngày gì? Ngày kiếp sát, tai sát và người sát. Thì trong tháng 12 ấy, kiếp sát nó là dần, lại tai sát nó là mão và người sát nó là thìn đúng không ạ? Dần là kiếp sát. Mão là tai sát và thìn là người sát. Ba cái 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 sát này nó chỉ là cái tiểu hung tinh nhá, nên là quý vị nếu mà chọn có nhiều các tinh tốt thì chúng ta vẫn có thể làm được nhá. Có thiên đức, thiên đức hợp, nguyệt đức, nguyệt đức hợp thì chúng ta vẫn có thể làm được. Đó. Đúng không ạ? Như vậy ngày kiếp sát thì là ngày gì? bao gồm có 3 ngày mùng 5, 17 và ngày 29 này. Ngày tay sát là ngày mùng 6, 18 và ngày 30 đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta loại bỏ ngày nữa đó là ngày nguyệt hình. Ngày nguyệt hình trong cái tháng trong tháng 12 ấy, thì nó sẽ là ngày tuất đúng không ạ? Thì ngày tuất quý vị cũng cần xem xét nhá. Nó có nguyệt hình. Đó. Tiếp đến một ngày nữa mà chúng ta xem xét đó là ngày nguyệt yếm, ngày nguyệt yếm là ngày hợi. Ngày hợi thì phạm nguyệt yếm này. Đó, Tiếp đến là có một ngày nữa ngày kỵ cắt tóc. Thì trong cái việc cắt tóc ấy thì chúng ta có ba ngày kỵ đúng không? ạ Thứ nhất là ngày đinh, thứ hai là ngày 12 và thứ ba ngày 15. Ngày 12 ấy, thì nó là ngày gì? Ngày ất ngày ất dậu này. Ngày 15 thì tức là ngày giảm nó rơi vào ngày mậu tí đúng không? ạ Tiếp đến là một ngày nữa kỵ cắt tóc đó là ngày đinh. Ngày đinh thì trong tháng này chúng ta sẽ có những ngày sau này. Chúng ta có ngày đinh dậu là ngày 24. Đúng không? ạ Đinh hợi là ngày 14 và ngày đinh xỉu là ngày mùng 4 thì đó là những ngày xấu cần tránh đó à, như vậy là gì sau khi loại bỏ tất cả những ngày xấu cắt tóc rồi ấy, thì chúng ta cũng sẽ để chọn được ra những ngày đẹp ạ quý vị cứ gạch bỏ những ngày xấu ra đi ấy, thì quý vị đã tự nhiên chọn được những ngày đẹp rồi bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái 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 ngày tốt tuần thư để chúng ta tìm ra những ngày tốt lành nhất để tiến hành công việc cắt tóc trong cái tháng 10 12 âm lịch năm 2023 năm quý mão nhé đó thì ngày tốt nhất để cắt tóc ấy, thì đó là ngày trực trừ đó, ngày trực trừ ngày trực trừ mà trong cái tháng 12 hai lịch đó ngày trực trừ nó, nó, là những ngày gì nó là những ngày dần nhá đây là ngày trừ thần này đó và nhưng mà nó có gì nó có kiếp sát vậy nên quý vị cũng cần phải xem xét nhá tiếp theo một ngày nữa là ngày giải thần là ngày tốt nhất đó là ngày ngọ đó, ngày ngọ ngày ngọ là tốt này ngày ngọ chúng ta có hai ngày mùng 9 là ngày nhâm ngọ này và ngày 21 là ngày giáp ngọ à, đúng ạ tiếp theo là chúng ta chọn ngày giải ngày ngày giải thân là ngày ngọ này đó. và bên cạnh đó thì trong cái tháng 12 hai này thì chúng ta cũng có rất nhiều ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc cắt tóc đúng ạ à, đầu tiên là chúng ta xét về cái thiên đức à, tháng 12 thiên đức và thiên đức hợp thì nó là những ngày canh ngày canh thì chúng ta có những ngày sau này ngày 17 là canh dần này đúng ạ ngày mùng 7 ngày 7 là canh là canh thìn và ngày 27 là ngày canh ngày canh tí đúng không ạ như vậy là gì chúng ta còn ngày cái cái ngày canh này, này ngày canh này nó có thiên đức và thiên đức hợp vậy nên chúng ta có thể chọn được nhé có thiên đức và thiên đức hợp đó là ngày 17 ấy, là ngày canh dần đúng không ạ canh dần nó tốt thì chúng ta lấy ngày 17 canh dần tiếp theo ấy thì một ngày nữa là ngày gì ngày có 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 thiên đức hợp là ngày ất ngày ất thì chúng ta sẽ có những ngày sau này có ngày mùng 2 là ất hợi này ngày mùng 2 ớt này, mùng 2 này. Ngày 12 là ất dậu và ngày 22 là ngày ất mùi. Thì nói chung là những ngày ất là những ngày xấu chúng ta không dùng được. Thì bên cạnh đó thì cái ngày dần ấy, cái ngày dần nó cũng ngày là khá là là ngày khá là tốt cho công việc cắt tóc. Đấy thì quý vị có thể chọn ngày nhâm dần nhé. Chọn ngày nhâm dần ngày mùng 4. hai ngày 29 là ngày nhâm dần. Nhưng mà 29 thì nó hơi xa rồi nhá. Nên là tôi sẽ không 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 ghi vào đây. À, tiếp đến thì chúng ta gì? Cũng còn những ngày tị nữa đúng không ạ? Những ngày tị cũng là những ngày tốt do trong tháng được tam hợp là gì? Tị dậu xỉu. Vị trí là ngày mùng 8 là ngày tóc tốt này, mùng 8 là tân tị này. và ngày 20 là ngày quý tị. Đó. Đó là những ngày cắt tóc tốt mà quý vị có thể chọn được. Đó, là những ngày cắt tóc uh, được những ngày này, này tốt rồi thì quý vị có thể chọn thêm ngày 16 này và ngày 28 nhá. Như vậy trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ chọn cho quý vị và các bạn về 5 ngày tốt cắt tóc 5 ngày tốt để cho quý vị chọn ra thời điểm cắt tóc phù hợp nhất với cái thời gian với công việc của mình đó à, thưa quý vị như vậy là trong cái tháng 12 lịch chúng ta có 5 ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc cắt tóc cạo râu đó và những ngày tốt đó là những ngày sau này đầu tiên là ngày mùng 9 là ngày nhâm ngọ ngày tốt thứ hai là ngày 21 là ngày giáp ngọ ngày tốt thứ ba là ngày 17 là ngày canh dần ngày tốt thứ tư là ngày mùng 8 là ngày tân tỵ và ngày tốt thứ năm là ngày 20 là ngày quý tỵ đó đó là năm ngày tốt thì quý vị có thể là gì chép lại chụp lại và gì chọn ra cho mình một ngày phù hợp nhất để chúng ta tiến hành công việc cắt tóc đấy cắt tóc để đón tết 2024 cho được thuận lợi và may mắn là quý vị cắt tóc thì nên để cắt vào tuần tầm cuối tháng ấy, thì sẽ được gì để giữ được mái tóc đẹp để đi ăn tết đó à, thưa quý vị thì ngoài ra ấy, thì quý vị cũng có thể sử dụng quyển sách ngày tốt tuần thư để chọn ra những khung giờ tốt nhất thì quý vị hãy mở cái trang 127 nhé Trang 127 Trang 127 nó sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn là chọn ra những giờ tốt đúng không? 127 này Thì có gì? Hướng dẫn chọn giờ tốt Thì cách chọn giờ tốt rất dễ Ở đây có đầy đủ các giờ tốt cho quý vị lựa chọn nhé Đầy đủ giờ tốt cho quý vị lựa chọn Vậy nên là quý vị hoàn toàn yên tâm có thể tự mình tìm ra những ngày tốt lành nhất đó. Thì quý vị có thể tham khảo thêm quyển sách ngày tốt tuần thư bằng cách liên hệ trực tiếp với số Zalo hoặc là số điện thoại 0989 34 9119 để gì để thỉnh quyển sách ngày tốt thần thư nhé tự xem ngày tốt mà không phụ thuộc vào bất kỳ một ông thầy nào Đó. À, thưa quý vị như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những ngày tốt lành nhất để chúng ta tiến hành công việc cắt tóc trong cái tháng 12 âm lịch năm 2023 năm quý mão à, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi à, quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, xin cảm ơn